운영하고 하고요. 저희 연스토리는 연을 주제로 해서 식품을 가공하는 회사입니다. 그래서 지금 나와 있는 식품 같은 경우에는 연잎밥, 연잎차, 연잎쌀국수, 연근떡국 이렇게 나와 있고요. 또 연근갈비도 있습니다. 그래서 저희 같은 경우에 건강을 추구하는 간편식이지만 건강을 추구하는 건강식으로 그렇게 진행을 하고 있습니다. 잘 부탁드립니다. 안녕하세요. 저희는 드로랭컴퍼니라고 하고요. 저희는 항공의 안티에이징 전문 성형외과와 함께 자연 친화적인 성분을 가지고 화장품을 만들고 있습니다. 그래서 오늘은 저희 마스크팩 두 종과 바디워시, 바디로션 등을 가지고 왔고요. 베트남 내에서 한국 마스크팩이 인기가 많다고 해서 저희 제품도 많은 인기를 끌고 있는 것 같습니다. 베트남에서 앞으로 좋은 결과가 있기를 저희도 희망하겠습니다. Đây là lần đầu tiên công ty thời trang Phước Thịnh tham dự việc V Premium. Mình cảm thấy rất là V Premium rất là hữu ích cho các doanh nghiệp trong nước, bởi vì giới thiệu được đến người tiêu dùng ở Việt Nam những hàng Việt Nam chất lượng cao. Bên cơ sở của mình rất là hài lòng. Và vừa qua là được những các chương trình ở đây là cũng gặp được những các đối tác, cũng cho bên Nghị Phát được giao lưu rất là nhiều đối tác và những nhiều khách hàng người ta sử dụng sản phẩm của mình. Thì hầu như là ai cũng rất thích và đồng thời là người ta cảm nhận được sản phẩm của mình rất là tốt. Và đồng thời là cũng vừa thông qua là ở đây tổ chức thì bên Nghị Phát cũng đã tìm được rất nhiều đối tác làm đại lý. Và đồng thời thông qua kênh đây thì mình rất là cảm ơn bên các bạn tổ chức chương trình ở đây. Rất thật sự rất là cảm ơn và mình cũng mong muốn lần sau sẽ được tham gia thêm ở đây.